Mọi người thông cảm những âm thanh mình phát ra trong video này nha. Bật nhỏ tiếng lại hoặc đeo tai nghe vô. Hello. Hello. Chào mừng các bạn quay trở lại với lại channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay lại với lại một cái video nữa của Đoán Ngu Ăn. Thì mọi người có thể thấy là ở đây có một cái dĩa. Mình đoán là dĩa kèo, nhưng mà mình không biết luật chơi hôm nay. Sao sập lơ? Hôm nay mình sẽ chơi đoán các câu nói của những người nổi tiếng. Ok. Nếu mà anh thua một câu là anh ngay lập tức anh bỏ vô miệng một viên kẹo. Này hả? Dạ. Kẹo này ngon lắm. Super Cola. Đây, mọi người sẽ thấy cái kẹo này nhìn nó hơi nguy hiểm mà nó không có một cái logo luôn. Nó chỉ là có ghi chữ Super Cola, nó không có logo luôn nha, mà cục đã có y chang nhau á nha. Mà kẹo này kẹo gì vậy? Kẹo này là kẹo siêu chua. Kẹo siêu chua. Ok nha, mình sẽ coi nó chua cỡ nào. Tại vì á mình bị không sợ cái kẹo chua ở đây á. Thí dụ như mình coi mấy video của nước ngoài thấy cái kẹo chua mình cũng đáng sợ, tại mình nó làm quá quá đất luôn. Còn Việt Nam ít khi nào mình thấy những cái kẹo siêu chua lắm, cho nên mình cũng không có đáng sợ lắm. Nhưng mà để coi chua cỡ nào. Ok, let's go. Round đầu tiên. Này bạn. Có người nói tao không. Hả? Anh có phải đoán nguyên cái nói ra nguyên câu đâu? Dạ có. Oh shit. Có người coi anh coi lại được không? Dạ được. Có người nói tao không là tao thích. Có người nói tao gì? Để đoán nha, cái này anh đoán này là Bowman phải không? Yeah. Tại thằng bạn anh nó hay coi CSGO, nó anh biết người này. Anh này chắc anh nói là có người nói tao không bắn được, nhưng không là do tao thích bắn dở. Sai. Chứ là gì? Có người nói tao thay đổi, không là tao nghi. Ủa sao giống cái câu bài của Đen Vâu vậy? Cái bài gì giống cái bài gì tụi nó nói tao thay đổi nhưng là tao thích nghi cho cái bài của Đen Vâu á. Ok, nghe nghe nó cũng vần vần. Ok, mình sai một cục. Mình sai. Tán gái đó. Dạ. Câu này câu tán gái đó. Dạ. Ủa gì hả? Thích nghi. À. Damn, đến kiểu mình rất thích chơi chữ mà khi mà mình đọc dấu này mình không nhìn ra được luôn. Ok nha. Mình thua nha mọi người. Ok, thì đây là kẹo Super Cola. Nhìn nó nguy hiểm quá hả? Mọi người có bao giờ thấy một cái cục kẹo mà nó không có một cái logo và nó không có hướng dẫn sử dụng, nói chung là thường mấy cục kẹo sẽ có chữ 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 như là gì đó đúng không? Nhưng không, khá là ơi, nó có chữ tiếng tượng hình, chữ tượng hình nè mọi người. Cho nên mình sẽ đoán đây là không phải làm ở Việt Nam nha. Hay đây mọi người, đây là viên kẹo nha. Nó ghi là Super Cola nên mình sẽ đoán là cái này có vị của Coca-Cola. Cho nên là let's go. Rau hai liền. Đi. Ba, what the fuck, ra liều á. Chào em, anh không, nước miếng rồi. Chào em, anh gì? Anh đến đứng đây từ chiều. Yeah. Trời, mình chưa bao giờ mình ra nước nhiều như hôm nay luôn á. Tức là ra nước miếng á. Nó đúng như nước miếng luôn. Khi mà cái củ vừa vô nó chua cả nha. Không, nó đang ngọt từ từ rồi. Còn nó chua nữa mà mình vừa vô cái nước miếng á. Nó liền như một cái ống đồng nha. Ok, tiếp. Anh không ngại việc đi xa, chỉ cần anh có lý do thôi đúng không? Dạ sao? Chứ là gì? Anh không ngại việc ra Hà Nội, anh chỉ cần có lý do thôi. Anh Oh god. Ok nha. Cục thứ hai vô miệng nha. My god. Rồi, vô. Ôi wow, á. Ôi sợ quá, sợ quá, bấm ba cái thôi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Tiếp chưa? Thì giảng cơ giảng gì giảng gì? Dạ đúng rồi. Tiếp theo. Thôi. Don't be a salad, be the best goddamn broccoli you could ever be. Đúng không? Fan VDBoy không biết câu đó là chết tôi. Yeah, don't be a salad, be a goddamn broccoli you could ever be. Okay. My name is PewDiePie, and every day when I wake up, I use this product. 10 times a day. À, trời ơi, mọi người có coi video này á, nhận nhỏ tiếng rồi nha. Mấy con ba mẹ hỏi đang coi cái gì. Nghe một thằng kêu ra nước rồi rên quá trời là không tốt. Ok, tiếp. Rồi chưa? Dạ rồi. 2, 3. Hello chào tất cả các bạn, mình là Misty nè. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Ô chết rồi, mình có coi video của chị Di nhưng mà khúc này mình không nghe được. Mình không nghe được chị nói gì đó. Di cái gì cũng được, mình là Di Di, đúng không? Em tới đây là chấm dứt. Ủa không phải hả? Đây là gì cái gì cũng gì. Ủa thì cũng có khác gì đâu mà ra anh gì. Đây là anh gì. Quá nhiều gì. Oh my god, đúng đó. Gì, chị có xem clip này, chị đừng buồn em nha. Tại em bị điên bên em nghe rõ. Đó sẽ là lý do của em, ok. Cuối cùng nữa.
Mời coi. Xù. Cái này nó chua mà nó còn ra nước đâu mọi người. Cái miệng mình chứ bây giờ chảy nước miếng nhiều như hôm nay. Mình cảm giác là khâu khi mà mình làm cái thử thách này xong, cơ thể sẽ mất nước rất nhiều. Không phải trong tập mồ hôi mà trong chảy nước miếng. Ôi chưa? Dần số thì... Không biết coi, không biết. À, chứ bao nhiêu người à? Trời ơi! Nó thua rồi, thua cực rồi. À, cay quá. Ồ, không phải cay chua. Em cảm giác như tập này fan của Ken coi là chị để thấy Ken ra nước nữa. Ừ, khoan, nhả bớt được không nhiều á. 2, 3. Oh my god. Dạ rồi, cần thấy không? Rồi, tiếp, rồi chưa? Dạ rồi. Cái gì nhớ không xong là cái việc đó thì ta sẽ... Á, người ta sẽ nói hề luôn à. Có hút đầu gì ta? Cái gì? Cái gì mà nó cũng liên quan đến Nhật á anh. Nhật Bản cái gì hả? À, không suy nghĩ được luôn á. Chỉ biết là cúng xong là cái nhật đó mình tới là sát là hè thôi. Một viên nữa. Anh có chấp nhận đánh đổi không hay là anh đến? Được, không đánh đổi thôi. Quá chua rồi. Cuộc đời quá chua cay, ăn thấy có chua cay quá không được. Có hiên không? Hiên nữa. Ờ. Đây là một chiến binh. Chiến binh nữa? Yeah. Samurai cái gì? Cái nhật đó mình tới là sát là hè. Dạ đúng rồi. Đã. Ờ nãy sao không hỏi hình nữa. Hồi nãy lúc mà cắn vô cái đúng chua nó không suy nghĩ được đó. Xong cái đọc qua câu của anh Chris đó. Quá gì dài luôn thì không, mình không thèm suy nghĩ luôn mà chứ không biết. Để nó dài quá mình không có thời gian suy nghĩ mà nó chua nó ồn dập. Ok. Rồi bạn. Không quên chúc cả nhà yêu. Oh shit, cái này không biết luôn. Oh no, nếu không nói được phải ăn cùng cục nữa mình chết luôn á. Cả nhà yêu của Kem vui vẻ, hạnh phúc. Đúng không? Dạ không. Cái gì? Không biết chứ. Mình chưa bao giờ mà mình cảm thấy hình phạt nó lại khó khăn hơn như bây giờ. Đây chính là một sự suffer, một sự đau khổ mà không ai nên trải qua cả. Mình bị không, không sợ cái kiểu chua ở đây đó. Anh này cố gắng cầu thời gian đó cho anh không bị ăn này. À! My god. Oh wow, oh hi, hello. Trời mắt mình nó hí luôn á. Oh. Rồi vô. Rồi vô. Vô gì? Em rất vui khi mà anh muốn tiếp tục á. Ừ. Nhưng mà nó hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Ok, không sao. Cảm ơn mọi người rất vui này. Ôi, thích. Cùng coi xem thêm. Hẹn gặp các bạn video lần sau. Bye guys.